tìm ký ức nơi em hiện hữu trong đó luôn. Đường hạnh phúc gập ghềnh, hoa sương mây chắn lối, sắc trắng hồng đang trôi. Đã chiếu hình ảnh em trên đỉnh Mã Pì Lèng, mây thả bóng sang em giữa tấm gương nhỏ quê. Em để hồng trong đó những trầm tích trổ hoa, vượt gành đá vực sâu, dòng nho quê thăm sâu. Mùi hương tam giác mạch hồng xanh, dấu hương em trong mù. Anh về cao nguyên đá, ôm na dám tìm em. Việt trung núi đèo cao, tìm em giữa chờ phiên. Diều hương tam giác mạch nồng say. Có thương nhau anh về, nơi miền cao nguyên đá, em hoa đã chờ ai. Chào bác, chào chị, bạn vã. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Anh nhỉ? Ngoác mạnh ghê nhỉ? Đấy, Hoàng Hiền thì đang ở nhà anh Đông Thi Hon. Đấy, bây giờ thì cùng anh Đông Thi Hon này đi cắt cỏ cho bò. Let's go. Đây, đẩy xe. Cắt thật mạnh cỏ cho bò ăn. Hồng thế nha con. Cầm đi. Được, đi. Đây. Tèo mạnh đấy. Cô Toán là ra thăm bãi cỏ nhanh đông đấy. Xem là anh Đông trồng trọt nào về học tập kinh nghiệm tư vấn chăn nuôi đấy. Đấy, đem mạnh đấy. Đẩy em được không? Rồi. Được á? Lên luôn. Hả? Lên luôn để anh đẩy em xuống ruộng à? Em. Cẩn thận liềm vào người đấy hả Hồng ơi? Nén. Các bác anh nhau. Các bác ạ. Em bà đại có lên chơi phát đại nhà em mà đi đại vui như vẻ. Vợ thưởng có vui. Giờ này em nó chăm con này thật béo. Chấm buồn. Chấm buồn à? Nhà này cho nó nhà con. Sinh nở. Sinh nở. Ở thẳng xuống ruộng. Nó đi đi, đi đâm thẳng xuống ruộng. Như không khí Tết kìa. Tết này. Tết đi bộ. Đấy, giờ nó đang cả Tết lôi phi ruộng nhá. Nhìn cho rộng, cho lỗ anh Đông đi ở trên. Đấy, tem mạnh chưa? Dàn diễn viên điện ảnh. Cẩn thận xuống ruộng nhá. Ôi, hãm, phanh lại. Phanh. Cô Toán trợ giúp. Cẩn thận. Nó phanh ở dưới đấy. Rồi, đi. Được rồi. Mm-hmm.
đi bờ không nát cây của bà con. Ừ. Bà con trồng rồi đi bờ đi. Tập hợp hai gia đình tí không? Ừ, này tốt ruộng. Bãi đông trên kia. Ui có cái dây này. Ừ, đâu, đây nè. Chắc là có con dàn dép nó đập cho phát. Đi đi. Lại một mùa ngô nữa, chuẩn bị được bẻ nơi rồi. Ui dồi, đường đâm vào bờ rậm này. Ui dồi, nặng đấy. Ui dồi. Đây này, bên này quang này. Đông toàn nào bay dọn dậm đi. Ui, rau củ này. Non chưa? Ừ. Rau củ nhái này. Non này. À. Đấy, có nhanh đông này. Ừ. Bãi dậm chưa? Đấy chưa? Đấy, tuyệt vô luôn. Ừ. Đấy. To mập chưa? Thích chưa? Đấy. Ê, 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 con chim. Ừ. Chim bay. À. Ôi, rồi. Bạt ngàn cỏ. Rồi. Vẫn nhớ là trước cái máy cày mắc kẹt ở đây. Máy cày cày ruộng. Nhà anh đông tí hơn. Mắc kẹt. Chào bà nhá. Đấy, cứ cây nào to tỉa cắt trước. Ừ. Đây cỏ chăn này, đây bên này, tốt xù. Đấy. Ừ. Thao ăn. Cho nó béo. Cứ để con, đặt đấy, đặt xuống đấy. Đặt xuống đấy. Đặt xuống. Đặt xuống. À, đặt xuống tí nó bê cho. Đây nhông để lên bờ đi, đỗ nặng. Đấy, này về bỏ ăn nó căng này. Rồi xong di chuyển đầu cái này là tốt này. Đầu này là tốt, nụ đầu góc kìa. Đây lên bờ, đặt lên bờ luôn. Đỡ lại. Đấy, đặt đấy được rồi. Này là mưa phải dãi vãi đạm mạnh nhờ. Ừ. Nó lên mạnh nhờ. Vãi mạnh trong phân do nhánh xô ấy. Đúng không? Hôm nào để tốt cắt loạt phát xong rồi rác phân lên nhánh xô. Tốt lù ngay. Ừ. Nên mạnh ngay cái gì đâu.
Lân đạm, phân bò. Ở nhà anh Sô anh chả cần lân đạm. Mỗi phân bò một. Đấy. Nhà anh bây giờ nhìn chỗ này đang như này là chưa có chỗ để bón cho nhà anh Sô, hiểu chưa? Ừ. Rồi rác đạm cho nên tốt hẳn. Ừ. Đúng rồi. Vâng. À. Ừ. Vâng vâng vâng. À. Vâng. Đông đi on là phải chỉ tận tay. Bảo việc gì là làm việc đấy, không đẩy số được. Vợ anh Đông thì cũng chậm. Ấy chà, Hải Hòa, Hải Hòa làm gì ấy? Hả? À? Quế? Tặng ai? Hả? À? Chú nào? Hả? À? Tặng ai? Tặng chú Hiền. Tặng chú Hiền, ai chà, cái hồng tặng ai? Cũng tặng chú, ai chà, à, xin cảm ơn nhá. Cảm ơn hai bạn trẻ. À. Đấy. Vâng. Bãi cỏ bạt ngàn, rộng mênh mông. Được nhiều chưa anh Đông? Nhiều chưa? Đâu? Được đâu? À, làm ôm nữa, làm ôm như thế nữa. Làm ôm nữa. Cho ăn nó đã. Ai chà? Đẹp quá. Đấy. Những bông hoa đẹp tự nhiên. Ừ. Quế hồng. Hà đi, Hà đang hái hoa. Hà ơi. Hà đây. Con hái hoa làm gì đây? Cũng tặng chú luôn. Ấy chà. Những mầm xanh tương lai của đất nước. Đấy, cứ đặt đây tí làm ôm nữa. Đó. Đấy, tròn về tốt đấy. Ừ. Chỗ này mưa ra được đạm, được lân, được phân đây, tốt nù ngay. Cắt cụm mắt là ăn ốm luôn. Hồng Á ơi, quế ơi. Xong chưa? Hả? À? Thôi. Ra đây chú Bảo. Ra chú Bảo. Ra đây. Nào. Ra đây, ra đây. Hà đâu? Đâu giờ xem nào. Ừ. Đâu, đâu? Xem mà đỏ của ai đẹp hơn. Đâu, hồng đâu? Buộc chưa? Bìa nha chú Bảo nhá. À, các con là muốn tặng chú đúng không? Ừ. Trước hết là chú rất cảm ơn nhá. Ba con đã dành tình cảm với chú, tặng cho chú nhá. Đó, nhưng bây giờ chú coi như chú nhận rồi nhá. Đó, bây giờ là con buộc vào. Xong thì con ra là quế là tặng mẹ, giờ hồng mới lại Hà là tặng bố. Bây giờ đấy nhá. Ờ, buộc. Thôi thế thôi. À,
Thế là đẹp lắm rồi. Ừ, buộc buộc vào đây. Đấy, buộc chắc còn rơi. Đấy, còn đây cái cây đấy buộc được mà. Ừ. Khéo chưa, giỏi chưa? Ừ. Gãy rồi. Hử? Gãy rồi. Gãy rồi à? Dạ. Quấn là được mà, chắc là được mà. Nó sao? À. Hả hả hả? Quấn à? Đây của cháu đây. Đâu? Ờ đấy, chuẩn bị đấy. Úi ôi, cần ngã. Cần ngã. Ừ. Quấy quấn được chưa? Quấn vào gai cái là được. Ừ. Ừ, chị Hồng lớn hơn là biết làm. Rồi, thế đi, đi thôi. Rồi, nào. Đã thẳng rồi, đi đây. Giấu, giấu sau tay, giấu sau tay. Giấu sau tay, kìa kìa, anh Đông kia cô Toán rồi. Giấu sau tay, quế, quế. Cầm tạm, giấu sau tay. Để sau lưng. Ờ. Ừ. Ờ, đó thẳng đi. Anh Đông ơi, cô Toán ơi. Ờ. Vâng. Ok, ok. Ờ. Ok, ok. Bắt đầu. Yeah. À. Yeah, đấy, hạnh phúc chưa? Các bạn hạnh phúc chưa? Ai giờ? Yeah. Hạnh phúc quá. Rồi, hạnh phúc đấy. Rồi. Ai à, chia sẻ. À. Mù chê. Đấy rồi. Đây. Yeah. Đấy. Này, bò ăn có béo không? Sao phải đi chăn ở đâu? Ngày không phải buộc đây nhá. Buộc phải trông với chứ. Ừ. Cứ cất cỏ mạnh cho bò ăn. Ừ. À. Bãi bến Đồng Bằng đây. Ừ. À, đâm một bãi ngô đây. Bên này. Đây. Nó bò đi bò, đâm một bãi ngô nhặn nó. Hồng đưa chú cầm cái niềm không ngã mọi người. Đưa. Ngã mọi người. Đi đây. Đây. Ôi ôi. Anh Đông yếu hơn, ôm vất vả hơn. Người béo hơn. Mỏi chưa anh Đông ơi? Hả? Mỏi chưa? Hả? Mỏi chưa? Chưa. Chưa à? Đi đau chân rồi. Đau chân à? Ừ. Có dép này? Có dép vẫn đau. Vẫn đau chân à? Ừ. À. Thương có đông tí hon quá. Ừ. Hai con bò chết bố con gọi bò to. Ừ. Tùa mấy con bò to, bao công chăm sóc. Còn đấy đen béo. Đen béo, còn sừng dài, con to hơn. Ừ. Còn đấy, tự nhiên lăn đùng ra chết. Ê. Ê. Đau. Xót ruột đúng không? Ừ. Ôi, cứ chăn đi nhá. Cứ chăn con này thật béo ấy, nhá. Rồi con này thì không à. Bò. Chăn béo hết cỡ. Ừ. Ừ. Vào đây con ơi. Vào đây. À. Đấy, cẩn thận. Rồi. Đấy. Đây, vào đi Quế ơi. À. Mù chê. Hả? Anh chúc mừng em vận xã này. À. À là mãi. À. Chả mãi. Mãi mãi không già.
Dạ, anh chúc mừng em, anh chặn em bông hoa. Anh à? Nhưng mà đây là hồng, hồng mới hà tặng anh mà. Anh lại chặn em. Tặng lại em? Ừ. Anh chào. Ok, ok. Xin cảm ơn. Nên con cho cháu. Cũng tặng này cho cháu. Ai già. Ôi ôi. Xin cảm ơn cô Toán và ông Tí Hon. Ừ. Luôn luôn mạnh khỏe, dạy học sinh thật tốt ạ. À, ok, ok, xin cảm ơn cô. Năm mới đến nơi đấy. Hả? Chúc cô cháu luôn luôn mạnh khỏe. Vâng. Rồi. Ăn thật phát đạt ạ. Vâng, vâng. Chúc đỡ thật nhiều bà con. À, cảm ơn cô. Vâng. Cảm ơn cô và ông Tí Hon. Rồi. Mù chê. Về đó. À. Hoa đẹp chưa? Đấy. Hoa đẹp vui. Ừ. Nãy thật nó xuống bờ nhá. Ừ. Đấy, bờ nhá. Let's go. And... à, nhà chú Tân có dàn gấc đẹp nhỉ. Chạy dọc ven bờ. Ừ. Hoa đẹp chưa? Đấy, nhất tỉnh không? View đẹp chưa? Yên bình chưa? Thoải mái chưa? Ừ. Đẹp đấy. Nhất tỉnh đấy. À. Đấy. Đẹp chưa? Yeah. Anh chậm mãi mãi hoàng hiền. Tối rồi tặng mãi vợ anh đâu? Mãi mãi không giảm hả? Tí em mời tặng vợ. Thôi. Bó à? Tối thôi. Tặng vợ. Thôi. Cho vợ vui. Thôi. Đẹp cái này. Anh chậm em rồi. Hả? Anh chậm em rồi. Tặng em rồi á? Ừ. Em lại tặng này anh. Không. Hả? Không. Không á? Ừ. Anh em mình thì cặp nhau vui. Em nhận rồi, em lại tặng này anh. Không. Hả? Không. Không à? Ừ. Đẹp đấy, nhất tỉnh á. Ờ. View đẹp không? Ừ. Quá đẹp luôn. Ừ. Em đang quay nhìn như kiểu một bó hoa đang biết đi. Ừ. Đấy, đi theo anh. Ừ. Ừ. Đúng là quê hương là chùm khế ngọt thật. À. Ai chả? Ừ. À. Bài tủ của cô Toán đấy. Ừ. Bài tủ của cô Toán Tí Hon. Ừ. Gần về nhà rồi. Thơm á. Thơm ngát luôn. Thơm đấy. Đấy, về cho bò ăn thôi. Ừ. Ăn cho nó béo. Ừ. Bê kê. Đấy, cỏ về cái là bò thích ngay. À, bò cười ngay. Ôm mai con bò cười. Đấy, non chưa? Đấy, bò ăn. Nhất tỉnh luôn. Mang miệng cho bố chặt. Gà ra bắt không? Bắt gà vào. Để vào tay nhá. Được rồi, thế rồi. Ăn được rồi. Lỡ luôn. À. Ừ. Ăn đi em ơi. Ăn cho nó béo. Ăn bấm. Ăn đi. Cho nó béo khỏe mạnh nhá. Để ý ông phát một mồm đầu bò nhá. Rồi, được đấy. Đấy. Ngon nha. Ừ. Này nhất tỉnh luôn vậy. Ừ. Ừ. Đấy. Đấy, cảm ơn rối rít này, đúng không? Tự, có cỏ non để ăn no căng bụng. Ừ. Rồi, ok. Đấy, thế đâu. Bê kê. Ăn mạnh em. Nhà anh Đông sáng quắc, đẹp chưa? Ui dồi ôi, cát anh Đông ơi. Cát gà với cái gì hay chó má gì đủ hết rồi. Xe pho lại đỡ phí. Ai chà. À. Tình cảm lãng mạn, đầm ấm. À. Nhìn người đẹp của xóm kìa, tạo dáng kìa. Ừ.
thấy chưa? Đó. Người đẹp của xóm. hoa khôi của xóm. Đấy, như vậy thì vừa xong các bác vừa cùng với Hoàng Hiền và anh Đông tí hon đi cắt cỏ về, bò nó ăn rất là no rồi. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền phải quay về và Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Em chào các bác bạn khỏe nha. À. Chào các bác. Anh chào Hoàng Hiền. À. Làm ăn khỏe mạnh. Ừ. Cố gắng giúp thật nhà bạc. Ừ. Đã giúp đỡ cho bà con nhà nghèo. Ừ. Cố gắng làm một cô vợ đã ăn cỗ. À. Nhà ăn cỗ. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào các bác nha. Chào các bác. Chào các bác.